Chào tất cả anh em nhé. Mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc tại Sira. Thì hôm nay mình làm video là hướng dẫn anh em về cách đổi bằng 50cc bằng xe máy hoặc bằng ô tô từ Việt Nam sang bằng xe máy, bằng ô tô của Nhật. Thì thủ tục như thế nào thì mọi người hãy xem video sau của mình nhé. Ở video mình làm chi tiết. Thì cái bằng 50cc bằng xe máy ở Việt Nam mình ấy là thì đổi sang bằng xe 50cc của Nhật mới bằng 125cc của Nhật. Thì bằng 50cc của Nhật thì chỉ có thi mỗi 10 câu lý thuyết. Còn nếu mà đổi từ bằng xe máy Việt Nam sang bằng 125cc của Nhật ấy, thì phải là thi 10 câu lý thuyết và thi lái lái xe hình. Bằng ô tô cũng thế, bằng ô tô thì cũng phải thi lý thuyết 10 câu, và trong khi đỗ lý thuyết 10 câu thì các bạn thi lái thực hành lái xe hình ô tô. Thì nói chung là cái khâu mà lái xe hình ấy thì nó sẽ cho xe hình cho bạn các bạn rồi các bạn lái theo đúng xe hình của nó. Thì nói chung các bạn ở Việt Nam mà mới sang hoặc là cũng ở đang sang lâu rồi thì cái cách đường đi và cách lái của Nhật thì hơi khác một tí, nhưng mà nó có hướng dẫn, có quyển sổ ở nó, khi mà lên làm hồ sơ thì nó sẽ có hướng dẫn. Thì hôm nay thì mình chỉ có hướng dẫn về cách cách làm thủ tục hồ sơ để mình đến mình đổi bằng đã. Còn sau khi mà các bạn mà đổi đến đổi làm hồ sơ xong xuôi thì các bạn thi thì mình sẽ làm một buổi về về cái xe hình và cách đi như nào thì cho mọi người dễ. Thì mọi người hãy xem video của mình nhé, mình sẽ chỉ hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ rồi mang lên đâu nộp. Rồi thì sau khi mà mang lên nộp thì mọi người làm gì làm gì. Thì mọi người vào xem video của mình nhé. Mình sẽ làm cụ thể ở dưới, ở trong phía dưới nhé. Vâng, thì vừa đây mình có nói đấy. Thì bây giờ mình về nhà thì mình hướng dẫn mọi người như này. Cái đổi bằng lái xe máy từ Việt Nam sang Nhật thì 50cc ấy, thì các bạn cần những giấy tờ như sau này. Thì ơn tên bên Kyokado đúng không, là cái bằng lái xe ở Việt Nam ấy. Thì các bạn photo cho mình một bản nhé, photo hai mặt ấy. Đấy, photo mình một bản hai mặt để cầm lên ơn tên bên Kyokado Senta ấy. Đấy, hai cái hai các bạn chuẩn bị cho mình là cái passport tổ, là cái hộ chiếu Việt Nam nhé, cũng có cầm bản chính và bản photo đi. Cái thứ ba là Jiminyo, là giấy chứng nhận cư trú. Là Jiminyo là cái chính là nó chủ yếu xác định những nhận cái bạn địa chỉ của bạn có gần địa chỉ của các bạn ở cái khu các bạn ở ấy. Đấy. Cái chuyên gia cự Somme ấy thì là cái bản dịch. Thì bản dịch này thì các bạn một là các bạn dùng bản dịch nhờ GIS dịch hoặc là các bạn gửi lên đại sứ quán. Thì nói chung là cái này thì mất phí là 350. Thì sau mau tiếp theo là mình sẽ dẫn các bạn làm sao mà là dùng làm thế nào để dịch được bản GIF, nhờ GIF dịch cho hoặc là nhờ đại sứ quán dịch. Thì cái phí của cái bản dịch này là 3,5 sen, thì các bạn cho không bị mong mong mình chỉ cụ thể. Cái thứ năm là ảnh nhé. Ảnh thì theo mình ý, thì các bạn đừng nên chụp ở đứng mắt ảnh Việt Nam sai nhé, nó không không hợp lý đâu. Nó trong vòng 3 tháng, ảnh thì chụp trong vòng 3 tháng. Các bạn cứ lên trung tâm ưu tiên bên kia xem tả lên đấy thì nó sẽ có một cái có cái chỗ mà bốt chụp ảnh. Thì trong này nó có cho cái chế độ là chụp ảnh về ưu tiên thì nó sẽ cho mất tầm 500 yên gì đấy. Thì các bạn chụp thì nó sẽ in cho các bạn ra. Thì các bạn muốn tìm ưu tiên bên kia xem tả các bạn thì các bạn gõ cái tiếng Nhật vào Google là ưu tiên bên kia xem tả. Nếu các bạn ở Osaka thì ấn là ưu tiên bên kia xem tả Osaka. Còn nếu các bạn ở Tokyo thì ấn ấn tên bên Kyo Center Tokyo thì nó sẽ ra Google, thì các bạn ấn vào sẽ tìm thấy địa chỉ của nó thôi. Đây, chi phí của cái lúc mà nộp hồ sơ ấy, thì là để mình thi thì là 1 sen 500 yên. Đây là tổng quát các giấy tờ mà các bạn phải cần để đi xin đổi bằng lái xe máy hoặc ô tô từ Việt Nam sang Nhật 50cc hoặc 125cc hoặc là ô tô. Thì lúc đấy mình cũng nói rồi đấy, thì là đổi bằng xe máy, nếu mà các bạn có bằng xe máy đổi sang từ Việt Nam sang thì mình khuyên các bạn nên đổi thành 125cc. 125cc nó có lợi như nào là mai sau các bạn lấy có lâng lên bằng ô tô ấy thì các bạn lấy có lâng lên ô tô ấy
thì các bạn là sẽ có được nhiều cái lợi là không học lý thuyết và các bạn thi được thực hành, hoặc thực hành luôn, thì các bạn chỉ mất tầm khoảng 20 man đổ lại thôi. Đó. Đấy là ở các trường của Nhật, còn trường Việt Nam thì có khả năng rẻ hơn. Đấy thì đấy là cái lợi của bạn đổi từ bằng xe máy này này, đổi cái bằng xe máy này sang bằng 125cc. Nhưng mà đổi bằng 125cc thì 25cc thì nó khác một cái là các bạn thi 10 câu lý thuyết và phải thi cả thực hành nữa, thi xe hình nữa. Nên là hơi vất vả một tí, nhưng mà được cái lợi về sau là các bạn được đỡ hơn 10 man. Nên mình khuyên các bạn là nếu mà có bằng xe máy thì đổi lên bằng 125cc nhá, đừng có đổi bằng 50cc làm gì sau là đổi lại mất công. Hoặc nếu có ô tô thì đổi thẳng lên ô tô luôn, là vẫn phải thi lý thuyết xong 10 câu rồi thi xe hình. Đấy. Như đây của mình này, mình sau khi mình đổi cái bằng xe máy 100cc này, mình không có ô tô mà mình đổi 100cc, 125cc xong xuôi rồi ấy, thì là đây này, đi 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 lên xã này, à, đổi 125cc này. Đổi lên xong bắt đầu mình lại nâng lên từ 125cc lên ô tô thì chỉ mất 20 man thôi, 20 man thôi là mình có bằng ô tô. Nói qua này, và cái phần mà bản dịch GIF ấy, thì các bạn vào Google, các bạn đánh này, bản dịch GIF đã vào thì nó sẽ phát ra một trang nhà, các bạn ấn vào đấy. Đây đây chính là cái trang mà các bạn cần cái tờ giấy này để dịch này. Thì các bạn in bản một thôi, cái tờ một thôi. Ở đây thì in tờ một ra thì các bạn ghi họ tên các bạn vào, rồi địa chỉ, số điện thoại vào đây. Đây cái công ty thứ thì bạn để công ty không nói, đây những cái địa chỉ nó có thể được sẵn hết này, để các bạn ghi này. Đó, địa chỉ các bạn này. Đó, có hết nhá, các bạn có hết cái địa chỉ ở đây rồi. Xong rồi đây điền vào bản dịch, xong bản hướng dẫn gì đấy. Giấy phép lái xe các bạn điền một mục với phép lái xe cho mình nhá. Chứ không phải chưa bản dịch môn đâu. Cái các bạn cần dịch lái xe đây thì các bạn phải điền, vào chỗ phần lái xe nhá. Đấy, những cái dưới này thì là nó cái GIF nó sẽ điền cho mình. Đấy. Nó sẽ gửi đến ngày tháng rồi thì mà đồ có chi đây, đây là mình không cần thiết, cái này mình phải chủ yếu là cái trên thôi. Cái trên. À, nhưng các bạn đút tiền vào đây nhé, các bạn phải đút là 3,5 trên nhá. Thủ tục đây là sẽ ghi này. Trong này nó sẽ ghi tiếng Việt sẵn cho mình này, các bạn đọc hết cho mình này. Đấy. 4 sen thôi nhưng mà thực ra hết 3,5 trên thôi. Và phí gửi mất 500 biên nữa. Và 500 biên để gửi lại nữa. Thế sau họ sẽ gửi lại cho mình. Đấy nhá. Thì các bạn in cái bản này ra. In cái bản này ra này. Xong các bạn in cái ảnh vừa rồi mình cho các bạn xem cái ảnh bằng lái xe đấy. Các bạn copy màu hai mặt nhé, bằng hai mặt, xong các bạn bút liền vào đấy luôn. Đấy. Bút liền vào cùng cái tờ giấy lúc nãy, cái tờ giấy mà ấy luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao để tra được cái địa chỉ GIF này nhé. Đấy. Thì mình vào cũng vào Google thôi. Xong mình không mình vào Google thì mình tra cái GIF. F nó nằm ở đâu, mình tìm của mình các tỉnh của nó. Bây giờ mình gửi xa thì nó sẽ mất lâu thời gian ấy, muốn nhanh ấy. Là sử dụng của các bạn ở Tokyo thì các bạn điền ở Tokyo, còn của mình ở Shiga thì mình đến Shiga là mình đánh GIF Shiga nhá. Đây GIF Shiga này. Đó. GIF Shiga thì đây mình nó vào GIF Shiga nhá. Đó. GIF Shiga. Thì các bạn vào phần ô tô AOC này. Cái chỗ phần đây liên hệ này. Đó. Ở phần này nhá. Đó. Xuống đây thì các bạn vào cái phần Kokusai Gyomu này. Đó. Vào đây đó. Thì nó sẽ hiện một cái bảng ra. Ở đây nó sẽ có rất rất nhiều các tỉnh này. Ở đây là Hokkaido này, các nơi này. Như là, của mình thì mình Shiga thì mình tìm phần Shiga thôi, Kansai này, Kyoto có thứ này. Đấy. Saitama này. Đó. Đó, Chiba này, có hết này. Như của mình Gifu này. Của mình là Shiga đây. Ở đây có tất cả các tỉnh nhé, tất cả các tỉnh của Nhật đấy. Nên mình muốn gửi cho nhanh thì mình vào phần Shiga bự. Thì ở đây nó sẽ hiện lên cái địa chỉ, thông tin địa chỉ của cái chỗ mà mình GIF ở tỉnh Shiga của mình. Đấy. Đấy, các bạn nhìn này, đó thấy chưa? Đây là chính là cái địa chỉ Madoguchi. Đấy. GIF. Đấy, các bạn nhìn nhá, cái địa chỉ này. Đây nó sẽ dịch qua cho bản dịch chỗ nó. Đấy, thì các bạn cho vào hòm thư, cho vào cái phong bì đấy, trong các bạn cho cái bằng lái xe của các bạn chụp ảnh, copy vào cái hai mặt nhá.
sau cùng mình kèm tờ giấy kia, điền thông tin địa chỉ xong rút tiền vào đấy thì họ sẽ gửi lại cho mình trong vòng tầm khoảng 2 tuần nhá, là điền cho vào 2 trên rưỡi nhá, 3 trên rưỡi, đúng 3 trên rưỡi nhá, tổng là 4 C cho 500 yên, và để cho họ gửi gửi cái giấy gửi lại cho mình đó. Đấy, thế xong xuôi cái này rồi thì mình lại nói qua cái gì nhỉ, cái mà để tìm cái chỗ mà để lên lục hồ sơ nhé. Thì các bạn vào đây, đây các bạn cứ đánh là ân tên bên Kyo Center để lục hồ sơ ấy. Sau khi mà các bạn có bản dịch rồi và hết hồ sơ rồi ấy, thì các bạn đánh vào ân tên bên Kyo Center. Ê, của mình thì ở Shiga thì mình điền điền là Shiga, thì chỗ Shiga của mình nó là Morinama, thì mình đánh vào Morinama thì đây sẽ hiện lên là cái chỗ của Gona này, đây chỗ chính là chỉ của nó này, đây, ấn tên bên Kyo Center này. Đó, đây sẽ ra hết địa chỉ, đó, thông tin các thứ nó ra hết, đây địa chỉ của nó này. Đó, đây chỗ này là chỗ trung tâm mà mình thi ấy. Đó, thì nó có ra địa chỉ luôn, nó chỉ cho các bạn địa chỉ này. Đó, địa chỉ mà chỗ mình lập hồ sơ ấy. Thì các bạn đầu tiên là các bạn lên lấy số điện thoại này. Đó, rồi gọi điện để hẹn lịch, nhưng là cứ là ngày này mình cầm hồ sơ lên, mình nó hỏi là bạn làm gì thì các bạn bảo là ân tên bên Kyo Norikae, là các bạn đổi từ Việt Nam chi nữa nhá, là cái bằng lái xe của các bạn ấy, nếu mà bằng 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 cứng ấy, thì nó lại rất chi đơn giản, nhưng mà một số cái bằng mềm thì sao, và một số cái bằng mà nó mờ quá để lâu các bạn nó bị mờ ảnh hoặc mờ mờ cái con dấu ấy, thì bắt buộc các bạn là một là phải có số gốc, hoặc là các bạn phải tra cái số mã số từ giấy phép lái xe này ở bên Việt Nam về, xong các bạn in ra một tờ giấy, xong các bạn cầm đi cùng. Và bây giờ các cái trung tâm lái xe là toàn mắt in trong cái này ra đâu, thì các bạn điền các thông tin của bằng lái xe của các bạn vào đây, xong rồi các bạn ấn vào tra cứu thì nó sẽ hiện ra thông tin của các bạn ở cái bảng dưới, thì lúc đấy là các bạn in in cái file file in ảnh này ra ra một tờ giấy A4, các bạn cầm đi theo thì bọn lái xe bằng lái xe nó trích bằng lái xe nó sẽ không hỏi nữa. Thì nếu các bạn mà không in ra là nhiều khi nó hỏi là các bạn phải quay về làm đấy, nó chỉ là mệt lằng nhằng. Thì các bạn muốn in thì các bạn đánh vào là gplx đấy chấm gov.vn, đây là cái trang mà các bạn tra cứu nhá, mình sẽ để cái link ở dưới cho các bạn, hoặc các bạn nhìn thấy các bạn đánh được mà. Đánh cái link này ra thì nó sẽ tra trang web này các bạn điền thông tin vào thì nó sẽ in cái ra thông tin xe bằng lái xe của bạn, và dưới các bạn in ra cho bằng cho bọn họ ở trung tâm lái xe. Thì ở cái trung tâm lái xe ấy, ở trung tâm này ấy, sau khi các bạn hẹn lịch xong rồi ấy, các bạn hẹn lịch ok rồi ấy, thì là các bạn cầm tất cả hồ sơ lên, cầm lên lên xong các bạn sẽ vào cái cửa là cái ân tên bên Kyo Norikae ấy. Thì nói chung không không biết thì vào hỏi nhân viên, cái có ông già hoặc có một cô ấy, có mấy mấy cô nhân viên cô đứng ở cửa cô hướng dẫn cho, nó sẽ hỏi luôn chứ không để các bạn ấy đâu, nó thấy ngơ là vào nó hỏi luôn cho các bạn, thì không biết tiếng mấy các bạn hỏi nhờ người phiên dịch cho. Thì đi vào thì là họ sẽ đưa vào cái phòng để làm hồ sơ, thì mình khuyên các bạn là các bạn nên nhớ là lên tra lại xem là cái ngày xưa các bạn thi học là thi lý thuyết bao nhiêu câu, rồi thực hành như thế nào, lái xe hình như là các bạn vẽ vẽ qua cái xe hình ra, xong là các bạn lên chụp cái ảnh chụp lấy điện thoại chụp lại cái thông tin của cái thẻ thẻ bằng lái xe của bạn ấy, chụp lại lên vào điện thoại để đến khi mà họ thu lại hết tất cả xong họ sẽ hỏi, họ bắt khai vào tờ giấy bằng tờ giấy có nhân viên lộ Hà Nội, thì là các bạn điền thông tin bạn lấy điện thoại bạn ghi các thông tin mà của cái bằng lái xe bạn vào đấy, xong rồi thi vào tháng mấy rồi thi ở trung tâm nào, rồi thì thi lý thuyết bao nhiêu câu, trong thực hành thì lái thì có những người nào chấm điểm ngồi trước ngồi sau hay là ngồi trái ngồi phải, xong rồi thi từng bao nhiêu phút đấy, thì thư thi mấy cả là các câu hỏi như là thi xong rồi thì bao nhiêu lâu thì được lấy bằng, nó sẽ hỏi hết, thì các bạn nên 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 chuẩn bị trước cho mình nhá. Đấy, xong xong xuôi thì họ sẽ hẹn ngày, hoặc là các bạn một số nơi thì nó sẽ thi luôn trong ngày luôn, thì thi vào thi 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 là 10 câu lý thuyết, thì trên mình sẽ up up cái các đề thuyết lên cho các bạn ở đoạn cuối, để các bạn cố gắng học thuộc cho mình. Thì các bạn sẽ thi là 100% sẽ đỗ lý thuyết. Còn thực hành thì mình sẽ up một 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 số cái sa hình, xong nói cái cách đi như nào các bạn nhìn là các bạn sẽ hiểu, nhưng mình sẽ up cách đi sa hình vào một video khác, bởi vì cái video sa hình nó sẽ rất là dài. Thì đây vì qua video này thì mình mong là
hướng dẫn mọi người cách mà cái làm sao mà mọi người đăng ký đổi bằng lái xe từ Việt Nam sang Nhật 50cc, 125cc hoặc đổi sang ô tô để hiểu được cái nguyên lý đổi bằng như thế nào. Đây thì mình nói qua như thế, còn đi sâu vào thì cái này cũng không có gì khó cả. Nên các bạn cứ nhìn theo các bước của mình làm thì các bạn chuẩn bị hồ sơ thôi. Chuẩn bị hồ sơ như này, nhưng mà cho mình là chuẩn bị hồ sơ như này là các bạn đầy đủ, là các bạn ok, không có vấn đề gì cả. Thì chúc các bạn thành công nhé. Có gì thắc mắc các bạn cứ comment dưới thì mình hướng dẫn cụ thể cho. Đây thì ở đây thì mình có các câu hỏi của lý thuyết này. Đấy. Với trẻ dưới 6 tuổi thì phải sử dụng để dụng ghế dành riêng phù hợp dành riêng cho trẻ. Đấy, đúng các thứ này các bạn nhìn này. Đấy, câu 1 đến câu 10 này. Đấy. Thì câu 1 đến câu 10 nhá. Đấy. Các bạn nhìn, các bạn nhớ đọc thuộc cho mình nhá. Đấy. Chúc các bạn thành công. Thấy video có ích thì các bạn cho mình xin một like và một đăng ký hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn.